Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái Mặt Channel. Vậy là ngày cuối cùng của năm 2019 sắp qua đi. Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Và mình làm cái clip này để tổng hợp lại những tựa game mà mình cho rằng là hấp dẫn nhất, đáng chơi nhất ở trong năm 2019 vừa qua. Anh em có thể thử vào chơi xem, vì tất cả những tựa game mình sắp nói tới đây là những tựa game thực sự hay, thực sự đáng chơi. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhá. Đồng thời là để tựa game theo đầu dõi tiên những clip muốn nói đến với các bạn trong năm 2020. Call of Duty Mobile. Ok, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Call of Duty Mobile thì đã vinh dự nhận được giải tựa game xuất sắc nhất năm 2019 ở thể loại mobile do The Game Awards bình chọn. Cái giải thưởng của The Game Awards này thì anh em cứ tưởng tượng như là nó tương đương với cả giải Oscar trong điện ảnh vậy. Như vậy là Call of Duty Mobile đã vượt qua rất nhiều đối thủ sừng sỏ để có thể giành được giải thưởng này. Bay rất là thích, chẳng lẽ lại đi ngắm cảnh một vòng ấy. Có lẽ phải tìm cái chỗ nào mà bơm máu đó, còn có 8 máu như này thì đánh nhau gì được. Súng ống thì chưa có. Mình sẽ tìm một ngọn đồi mình đáp xuống thì mình bơm máu xem. Call of Duty Mobile thì có rất nhiều chế độ chơi cho anh em lựa chọn. Chế độ đấu đơn, đấu đội, chế độ sinh tồn và có thêm một chế độ nữa là chế độ zombie. Ở trong này thì có rất nhiều các loại súng để anh em tha hồ chọn lựa, cũng như là các phương tiện như là máy bay, ô tô, tàu thuyền. Anh em có thể lựa chọn cho mình để chiến đấu trong bất cứ cái mode nào mà anh em yêu thích. Thực ra thì mình thấy cái tựa game Call of Duty Mobile này nó cũng xứng đáng thôi, bởi vì là cái sự hoành tráng của game cũng như là các cái chế độ chơi rất là hấp dẫn. Đây là cái phần mà mình chơi thử cái chế độ Battle Royale sinh tồn của nó. Thì mình cảm thấy thực sự là yêu thích tựa game này. Và một thông tin rất là vui cho anh em, đó chính là Call of Duty Mobile đã được Vinagame mua về Việt Nam và sẽ được phát hành ngay trong thời gian ra Tết sắp tới đây. Hiện tại thì fanpage của tựa game tại Việt Nam đã được mở. Anh em có thể vào tham gia trong fanpage để nắm những cái thông tin về tựa game này cũng như là những cái sự ra mắt sắp tới. Có tiếng súng ở đâu nhỉ? Bắn nhau ở đâu ấy? Còn 3 thằng thôi. À, 3 thằng trong đó trừ mình đi chứ, chỉ còn 2 thằng thôi. 2 thằng này trốn ở chỗ nào? Nó ngay sát mình thôi vì nó không thể nào mà ra khỏi cái vòng an toàn này được. Bớ vẩn, nó bò lên đây bây giờ. Đoạn cuối là phải cẩn thận. AK-117. Ôi, đổi súng này nó mà lên đây bắn cho nó mạnh. Súng này nó sát thương ở tầm gần nó mạnh hơn. À, mình nhìn thấy rồi, nhìn thấy một thằng bên kia rồi. Đổi súng, đổi súng. Mình mà căn thế này thì ít trượt lắm. Nó mà ra đây là nó toi ngay. Tiếc là nó lại không ra đây anh em. Nó đi đâu rồi nhỉ? À, nó đang bắn nhau với một thằng ở bên kia. Hai thằng đều ở trong cái nhà bên kia. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Không phát hiện ra này. Xuân 612 tôi chết rồi, giết một anh em người Việt Nam rồi mọi người ạ. À, tôi chết rồi bạn Xuân, mà bạn Xuân gì đó mà xem được cái video này của mình thì xin lỗi nhá. Tựa game thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em thuộc thể loại mobile. Đây là tựa game được hợp tác giữa hai hãng sản xuất cực lớn là NetEase và Marvel. Đây cũng là tựa game mình chọn chơi trong dịp Tết này. Marvel Super World thì được phát hành vào cuối năm 2019. Và anh em có thể tải game về chơi, mình sẽ để cái link hướng dẫn tải ở phía dưới phần mô tả. Game có hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn nên là anh em có thể hoàn toàn dễ hiểu. Ưu điểm của tựa game này đó là cái miêu tả
hệ thống skill cũng như là ngoại hình của các siêu anh hùng là rất giống so với cả bản điện ảnh cũng như là bản comic. Anh em, như anh em thấy thì ở đây thì mình đang chơi Black Panther, báo đen. Ngay cả những người không giết, không biết gì về Marvel thì cũng dễ dàng nhận ra anh chàng Hulk màu xanh kia. Và các cái skill kỹ năng của nhân vật thì rất là mang đặc trưng của các anh hùng. Đây là Hawkeye. Còn ở đây là Iron Man. Iron Man vừa bị hạ gục. Như thế anh em thấy là các anh hùng với cái ngoại hình thì rất là đẹp và rất là giống so với cả nguyên tác. Bởi vì là NetEase đã mua bản quyền hoàn toàn từ hãng sản xuất danh tiếng Marvel rồi. Và các cái skill của nhân vật thì cũng rất đặc trưng. Ví dụ như là Loki thì rất là giỏi lừa lọc. Hay là Spider-Man, người nhện, thì có khả năng đu dây rất là bá đạo. Hay như là Hulk ở đây thì anh em có thể thấy là cái khả năng quăng người giống y như trong phim luôn. Rồi rất nhiều các cái nhân vật khác nữa mình không thể nhớ rõ được, bởi vì là anh hùng siêu anh hùng Marvel thì có rất là nhiều. Mình có thể kể ra qua vài cái tên, ví dụ như là người sói, người nhện, người sắt, người chim, rồi những người ở trong X-Men, rồi ma tốc độ, Ghost Rider, rồi vô số các nhân vật khác nữa, hay như là anh chàng Deadpool. Deadpool thì có cái hay là do dù chết bao nhiêu mạng đi nữa thì anh ta vẫn xóa được cái số mạng ấy đi và tự vẽ một cái số 0 vào trong cái bảng cuối cùng của mỗi trận đấu. Như anh em đã biết thì ngoài Marvel Super World thì có một tựa game đang rất là nổi hiện nay, đó là Liên minh huyền thoại tốc chiến. Nhưng mà Liên minh huyền thoại tốc chiến thì nhà sản xuất game Riot vừa mới ra một thông báo, đó là sẽ phát hành tựa game đó vào cuối năm 2020 mới phát hành chính thức. Cho nên là theo mình, anh em không cần phải chờ tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến làm gì, bởi vì là Marvel Super World là quá đủ hay rồi. Và tựa game thứ ba mình muốn nói đến với anh em thuộc thể loại nhập vai, đó là Black Desert Mobile. Black Desert Mobile thì cũng của NetEase anh em nhé. Đây là một tựa game cực kỳ đẹp về đồ họa. Mình đánh giá là một trong vài tựa game, số ít tựa game đẹp nhất về đồ họa hiện nay. Từ nhân vật đến nhà cửa, rồi các cái skill của nhân vật là rất đẹp luôn. Game thì lấy bối cảnh của phương Tây. Mình cũng sẽ để link tải tựa game này ở phía dưới cho anh em, để anh em có thể tải về chơi để trải nghiệm. Ta sẽ đến với tựa game thứ tư. Đây là tựa game thuộc thể loại kinh dị với cái tên là Dead by Daylight. Ở trong tựa game này thì anh em có thể hóa thân thành kẻ sát nhân hoặc những người bị kẻ sát nhân truy đuổi. Mình sẽ vào thử tựa game này để cho anh em xem qua các cái hình ảnh ở trong game nó như thế nào. Có thể một số anh em biết là Dead by Daylight là một tựa game rất nổi tiếng ở trên PC. Hiện nay thì tựa game đó đã xuất hiện ở trên di động. Tựa game nói về cuộc truy đuổi của những tên sát nhân hàng loạt, máu lạnh và cuộc chạy trốn của những người mong cầu sự sống sót. Đây là bảng của những kẻ sát nhân. Anh em có thể vào chơi thử tựa game này. Tựa game thì vừa mang tính hồi hộp, phá lẫn chút sợ hãi.
Đồng thời là những cái cảnh máu me là khá nhiều. Nhiệm vụ của những kẻ sát nhân này đương nhiên là truy đuổi những cái người mà chạy trốn để giết được họ. Thế còn những người chạy trốn thì sao? Đây là hình ảnh của những người chạy trốn. Nhiệm vụ của họ là đi sửa những cái máy ở trong tựa game này. Mỗi lần họ sửa xong được một cái máy thì sẽ có những cái cánh cổng mới mở ra để tạo cho họ những cái con đường thoát thân mới. Và nếu mà họ sửa được đến cái máy cuối cùng và chạy ra được khỏi cái cánh cổng thì họ sẽ là người chiến thắng. Thì trong một tựa game sẽ có 4 người truy đuổi và một kẻ sát nhân. Thì anh em có thể đóng vai kẻ sát nhân đó hoặc là một trong 4 người truy đuổi này. Đây là những hình ảnh của những người chạy trốn. Không phải những người truy đuổi, mình nói nhầm, mà là những người chạy trốn. Thì trong này anh em có thể mua quần áo rồi trang phục cho họ. Đây là các cái bộ quần áo của họ. Đầu tóc. Ngay cả kẻ sát nhân thì họ cũng có thể mua được vũ khí. Mỗi một cái nhân vật này thì sẽ có những cái kỹ năng riêng để phục vụ cho cái việc chạy trốn hoặc là việc truy đuổi của mình. Đây cũng là một tựa game rất là đáng chơi, dành cho anh em thích những sự hồi hộp, sợ hãi, lo lắng, kinh dị. Mình cũng sẽ để link tải ở phía dưới cho anh em xem. Và tựa game cuối cùng mình muốn giới thiệu với anh em thuộc thể loại kiếm hiệp, một thể loại mà được rất nhiều người Việt Nam yêu thích, trong đó có cả mình. Và tựa game mình lựa chọn chính là Tân Thiên Long Mobile. Như anh em biết là Tân Thiên Long Mobile thì đã được Vinagame phát hành vào tháng 3 năm 2019. Nhưng mà hiện tại thì game vẫn đang update rất nhiều những phiên bản mới. Và mỗi lần update là sẽ có những phái mới khác nhau. Sắp tới sẽ có phái Võ Đa, chính là phái mà mình đang cầm đây. Tại sao mình lại chọn Tân Thiên Long Mobile mà không phải là những tựa game khác? Mặc dù là trong năm 2019 thì ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam thì đã có rất nhiều những tựa game mới về kiếm hiệp được phát hành. Trong đó thì đồ họa đều rất đẹp và có thêm cả những hệ thống khinh công phong phú, khiến cho anh em yêu thích. Nhưng mà Tân Thiên Long Mobile mình vẫn đánh giá rất cao. Thứ nhất là về cái hệ thống gameplay của game. Mỗi một môn phái của trong Tân Thiên Long thì đều mang những cái đặc trưng rất là riêng. Và trong Tân Thiên Long Mobile hiện tại có tất cả là 14 môn phái. Ở Việt Nam thì đã ra được 9 môn phái rồi, 8 môn phái rồi thì phải. Gồm có Cái Bang, Thiên Long, Tiêu Giao, Thiên Sơn, Mộ Dung, Đường Môn. Còn phái nào nữa không anh em nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà sau đó thì tiếp đến sẽ là Võ Đang, Ảnh Tử, Thiếu Lâm, Tinh Túc, Đào Hoa và cuối cùng là Côn Lôn. Đó là tất cả 14 phái của Tân Thiên Long Mobile. Và mỗi phái đều mang cái đặc trưng riêng của bản thân. Ngoài ra thì đồ họa của game Tân Thiên Long Mobile cũng không thể nói là xấu được. Như anh em thấy đây là thành Lạc Dương. Với cái hiệu ứng thời tiết mùa đông lạnh như thế này và tuyết rơi, trên trời là mây đen mù mịt. Ngoài ra thì trong game còn có các hệ thống gia viên, rồi sẽ có hệ thống sinh con đẻ cái. Và con cái cũng có thể tham gia chiến đấu cùng chúng ta được. Nói chung về gameplay của Thiên Long thì không có gì để chê, bởi vì có rất nhiều thứ để cho anh em có thể tìm tòi và giải trí ở trong tựa game này. Chỉ hơi tiếc một chút là trong Tân Thiên Long Mobile thì không có hệ thống khinh công, nhưng mà điều đó cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến cái sự hấp dẫn của trò chơi này. Ngay cả cái hệ thống PK mọi người cũng đều phải tính toán rất nhiều mới có thể chiến đấu chiến thắng được các đối thủ khác đến từ các phái khác nhau. Ok, trên đây là toàn bộ 5 tựa game mà mình đánh giá là xuất sắc nhất năm 2019. Anh em nên thử tải về chơi, tất cả các cái link tải mà mình để sẽ để ở phía dưới cho anh em. Và đây là hoàn toàn là những cái tựa game rất là đáng chơi anh em nhé. Nó không hề lãng phí thời gian của anh em một chút nào, vì để chút bỏ một chút thời gian để chơi được những cái tựa game bom tấn như thế này, đó là điều hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa là nó hoàn toàn miễn phí. Anh em nên vào chơi thử. Nếu anh em thấy clip hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra những clip tiếp theo để phục vụ anh em trong năm 2020 sắp tới.
Cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành với mình trong suốt một năm 2019 vừa qua. Và hẹn gặp lại anh em vào năm 2020.